Xương khủng long hóa ngọc, bạn đã bao giờ thấy chưa? Hóa thạch khủng long về cơ bản là xương đã hóa đá, tức là sau khi xương phân hủy với một tốc độ cực kỳ chậm, thì các khoáng chất cấu tạo nên đá sẽ dần dần thay thế các phần bị phân hủy để tạo thành đá sau nhiều năm. Tuy nhiên, nếu có sự xuất hiện của một số khoáng chất đặc biệt như silic, thì thay vì đá thông thường, chúng ta sẽ có ngọc vắt mèo hay còn gọi là opal. Tại một trong những khu mỏ opal lớn nhất thế giới là Lightning Ridge ở Úc, người ta đã phát hiện ra nhiều hóa thạch khủng long kiểu này, chẳng hạn như răng khủng long chân thú hóa ngọc hay sừng đuôi khủng long chân chim hóa ngọc. Trước đó, ở một khu mỏ opal khác cũng tại Úc, người ta còn tìm được một bộ xương hóa ngọc gần như nguyên vẹn, với cả thành phần của bữa ăn cuối cùng đá hóa thạch còn được lưu giữ của một loài thằn lằn cổ rắn, nhóm bò sát biển không phải khủng long. Nhận thức đây là một bảo vật quý hiếm, trước nguy cơ nó bị bán cho tư nhân thì bảo tàng Úc đã huy động từ cộng đồng số tiền lên đến 500.000 đô la để mua lại và trưng bày tại bảo tàng cho đến tận ngày nay. Nó được đặt danh pháp khoa học là Umunasaurus demosilus. Làm thế nào để xác định tốc độ của khủng long? Nói đến khủng long thì có rất nhiều điều gây tranh cãi. Hồi đầu thập niên 1990 khi quay phim Jurassic Park, chuyên gia kỹ xảo là Steve Williams đã gạt phăng đề nghị của các cố vấn khoa học rằng nên bỏ cảnh T-Rex chạy theo xe Jeep do các cố vấn không tin rằng T-Rex trong thực tế có thể chạy nhanh như vậy. Steve nói, hãy vứt bỏ các quy tắc vật lý đi và để con T-Rex đó chạy 60 dặm một giờ. Vậy làm thế nào để các nhà khoa học xác định tốc độ của khủng long? Có hai phương pháp. Thứ nhất là dựa trên tốc độ của những động vật hiện đại có kích thước và cấu trúc cơ thể tương đồng. Thứ hai là đo khoảng cách giữa các dấu chân hóa thạch và sử dụng các con số này để tính toán tốc độ. Họ ước tính rằng một con khủng long kích thước trung bình đi bằng hai chân có thể chạy từ 37 đến 88 km mỗi giờ. Tuy nhiên, cả hai đều có những cái khó nhất định. Chà, như không phải loài khủng long nào cũng có những phiên bản tương đồng ở thời hiện đại như T-Rex, bởi không có con vật nào đạt đến kích thước của nó mà đi bằng hai chân cả. Mặt khác, không phải loài khủng long nào cũng để lại dấu chân hóa thạch, thế nên các ước tính về tốc độ của khủng long có thể rất không chính xác so với thực tế, nhưng chúng ta cũng không có cách nào hiệu quả để kiểm chứng. Liệu loài khủng long này có thể xoán ngôi T-Rex? Đã từ lâu, T-Rex được xem như vị vua trong thế giới khủng long nhờ kích thước khổng lồ so với một loài ăn thịt, đúng như ý nghĩa cái tên của nó, vua thằn lằn bạo chúa. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa thôi tìm kiếm những ứng viên mới thách thức vị thế của T-Rex, từ Spinosaurus cho đến các Carnotaurus, và ứng viên gần đây nhất là một loài khủng long đến từ Argentina, Gigantosaurus carolini. Được phát hiện vào đầu thập niên 1990 bởi một thợ săn hóa thạch nghiệp dư là Ruben Carolini, Gigantosaurus đã ngay lập tức khiến thế giới chú ý đến nó nhờ kích thước khổng lồ với những ước tính về chiều dài lên đến gần 14m hay thận trọng hơn là 12m, ngang ngửa và thậm chí có thể vượt qua cả T-Rex. Ngay lập tức thì những sự so sánh đã được đưa ra bằng cả dẫn chứng khoa học và cả trí tưởng tượng. Trên màn ảnh thì Gigant cũng được đem ra làm đối trọng với T-Rex trong bộ phim Jurassic World Dominion và suýt đánh bại T-Rex đến 2 lần. Thoại của các nhân vật trong phim cũng ca tụng Gigant như khủng long ăn thịt lớn nhất thế giới từng thấy. Bạn nghĩ liệu Gigant có xứng đáng là vị vua mới của thế giới khủng long để thay cho T-Rex hay không? Có phải con cá này khiến chúng ta khổ? Cách đây đúng 20 năm, vào năm 2004, trên hòn đảo Ellesmere lạnh lẽo hoang vu ở đông bắc Canada, các nhà khoa học đã khai quật được 3 bộ xương động vật lạ lùng trong những lớp đá có niên đại Devon muộn khoảng 380 đến 360 triệu năm trước. Sau khi chính thức được công bố vào năm 2006, phát hiện này đã gây chấn động giới khoa học lẫn dư luận khi đó vì nó giống như một dạng chuyển tiếp giữa động vật sống dưới nước và động vật sống trên cạn. Đó chính là Tiktaalik, và về sau đã có thêm hàng chục mẫu vật tương tự được phát hiện. Tiktaalik về cơ bản vẫn là cá, nhưng đã mang nhiều đặc điểm của động vật bốn chân tetrapod, tiền thân của động vật sống trên cạn ngày nay, chẳng hạn như lỗ thở ở trên đầu, khớp cổ tay, xương chậu lớn, cổ có khả năng cử động. Điều khiến cho Tiktaalik trở thành loài cá cổ nhất sở hữu một cái cổ hoàn chỉnh. Trong khi các nhà khoa học vui mừng trước phát hiện này, nhiều cư dân mạng lại bắt đầu đổ lỗi cho Tiktaalik đã khiến họ khổ sở vì tự nhiên từ dưới nước leo lên bờ, tiến hóa thành tổ tiên của con người để ngày nay chúng ta phải đi học, đi làm, cơm áo gạo tiền bận rộn trăm mối tơ vò. Còn bạn, bạn nghĩ sao về phát hiện này? Bạn có biết hang tử thần chôn vùi hàng vạn động vật? Vào thập niên 1970 thì các chuyên gia hang động của Mỹ đã khám phá ra một cái hang hố nằm ở phía bắc bang Wyoming. Khi tiến hành thám hiểm hang động này thì họ đã kinh ngạc khi phát hiện ra xương cốt của vô số động vật nằm ở dưới. Trong cuộc khai quật cổ sinh chính thức đầu tiên vào năm 1971 và cuộc khai quật thứ hai năm 1972, các nhà khoa học đã khai quật được xương động vật có vú và chim có niên đại từ canh tân muộn khoảng hơn 100.000 năm trước cho đến gần đây, trong đó có nhiều giống loài từ nhỏ cho đến lớn. Đáng chú ý có gấu mặt ngắn, các loài sư tử, báo, lạc đà, bò rừng hay ngựa của Bắc Mỹ và cả voi mammoth. Họ đặt tên cho cái hang này là Natural Trap Cave, có nghĩa là hang bẫy tự nhiên.
Có lẽ nhiều động vật trong quá trình di chuyển đã vô tình bị rớt xuống cái hang này và hóa kiếp mãi mãi. Hang có hình cây chuông, cao khoảng 26m, đáy có đường kính 37m và miệng rộng chưa đến 5m. Rớt xuống đây nếu không hẹo ngay thì cũng không có đường nào để thoát. Tuy nhiên nhờ vậy mà nó đã trở thành một nguồn tài liệu cổ sinh vô cùng quý giá, chứa nhiều thông tin liên quan đến sự sống tiền sử hơn 100.000 năm trước trở lại đây.